Xin chào các bạn, tôi là Đại tá Thầy thuốc ưu tú Phạm Hoàng Lan, nguyên chủ nhiệm khoa nghiên cứu thuốc và trang thiết bị y tế, Cục Quân y, Bộ Quốc phòng. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái bệnh đau dạ dày. Thì cái bệnh đau dạ dày là cái bệnh mà người ta gọi là đau bao tử. Đau bao tử hay đau dạ dày là một thôi, là cái tình trạng các cái niêm mạc bên trong dạ dày bị tổn thương và lâu không điều trị thì nó dẫn đến tình trạng là viêm loét dạ dày. Thế bệnh nhân mà bị đau dạ dày thường là rất khó chịu và đau dai dẳng, và thường là hay đau vào ban đêm và sáng sớm, và có nhiều dấu hiệu bệnh đau dạ dày. Thứ nhất là đau thượng vị. Cái đau thượng vị này thì khi ăn no cũng đau và khi ăn đói cũng đau. Dấu hiệu thứ hai là ợ hơi, ợ chua. Thứ ba là gì? Là nôn ra máu, kém ăn và có thể là sụt cân. Cái thực trạng bệnh đau dạ dày nay ở Việt Nam ấy, thì ta thấy là đang có chiều hướng là gia tăng. Đồng thời là cái tỷ lệ người mắc bệnh đau dạ dày ấy, thì ta thấy là ở Việt Nam chúng ta là tỷ lệ là 26%. Và theo cái hội khoa học tiêu hóa Việt Nam ấy, thì đánh giá là 70% người Việt Nam có nguy cơ bị bệnh đau dập về dạ dày. Thế giờ trước cái tình trạng như vậy thì ta thấy là cái biện pháp như thế nào? Nếu như mà không điều trị sớm thì bệnh đau dạ dày sẽ tiến triển rất là nguy hiểm. Thứ nhất là phải nói là thủng dạ dày. Thế rồi biến chứng thứ hai là xuất huyết dạ dày. Thứ ba là gì? Hẹp môn vị và ung thư dạ dày. Và trước tình trạng như vậy thì hiện nay có rất nhiều cái biện pháp để mà điều trị bệnh đau dạ dày. Thì gồm có phương pháp thứ nhất là điều trị bằng phương pháp Tây y. Điều trị bằng phương pháp Tây y thì sử dụng các thuốc tân dược. Điều trị thì có nhiều ưu điểm nhưng nó cũng có gì rất nhiều cái nhược điểm. Điều trị dạ dày bằng Tây y thì thứ nhất là nó tác dụng nhanh, cũng hiệu quả rất là tức thì, nhưng mà nó cũng có nhiều cái nhược điểm. Nhược điểm thứ nhất là dùng lâu ấy thì ảnh hưởng đến cái niêm mạc dạ dày, làm cái dạ dày nó mỏng đi, cái niêm mạc dạ dày mỏng đi, và từ đó cái vi khuẩn nó rất dễ xâm nhập và gây tổn thương, cho nên là bị tái phát đi tái phát lại nhiều lần. Mà nếu như sử dụng thuốc tân dược lâu ngày nữa thì nó dẫn đến tình trạng là kháng thuốc hoặc là nhờn thuốc. Cái thứ hai là điều trị dạ dày bằng phương pháp là mẹo của dân gian. Thì cái phương pháp này ấy, thì thứ nhất là nó rẻ tiền. Cái thứ hai là cái nguyên liệu ấy, thì nó cũng dễ tìm, dễ kiếm và rất dễ chế biến. Nhưng có nhược điểm là cái phương pháp mà điều trị bằng cái mẹo dân tộc thì nó chỉ là tạm thời thôi. Nó không chữa được dứt điểm. Thì cái nhược điểm của cái điều trị bệnh đau dạ dày là bằng cái mẹo điều trị thì nó nhược điểm là gì? Là nó không chữa dứt điểm và nó chỉ có tính chất là tạm thời thôi. Vâng. Thế còn phương pháp thứ ba, tức là điều trị bằng cái thuốc nam đông dược, thì cái loại này là có ưu điểm là hoàn toàn 100% là thảo dược thiên nhiên. Đấy. Và điều trị phương pháp này là nó cũng có tác dụng rất là tốt, nhưng mà có nhược điểm là gì? Là phải hầm, hãm sắt, mất rất nhiều thời gian. Đấy. Trước cái tình hình như vậy, do cái số bệnh nhân mà mắc bệnh dạ dày ngày càng nhiều, cho nhu cầu ngày càng tăng, cho nên hiện nay cái sản phẩm ra đời thì nó đòi hỏi mấy cái tiêu chí như thế này. Thứ nhất là sản phẩm, thứ nhất là hiệu quả. Cái sản phẩm thứ hai ấy, là phải là an toàn, và thứ ba là sử dụng một cách thuận tiện. Thì trong quá trình nghiên cứu cũng như tìm hiểu thì tôi thấy sản phẩm dạ dày Dataki ấy, thì có rất nhiều cái ưu điểm và nó hội tụ được rất nhiều cái yếu tố. Thứ nhất là đảm bảo là hiệu quả, thứ hai là đảm bảo về tính an lành, an toàn, và thứ ba là sử dụng rất là thuận tiện. Thế tại sao sản phẩm Dataki này có hiệu quả như vậy? Bởi vì thứ nhất là cái nguyên liệu đầu vào là hoàn toàn 100% là thảo dược thiên nhiên. Thứ hai được sản xuất trên cái công nghệ hiện đại, dây chuyền hiện đại, đảm bảo cái tiêu chuẩn GMP và đã được Cục Quản lý Vệ sinh An toàn Thực phẩm là cho phép lưu hành sản phẩm và sản xuất dạng viên tang, cho nên việc sử dụng rất là thuận tiện. Cái thành phần của Dataki rất là phong phú, trong đó phải kể đến là thảo dược là hoắc hương, rồi mẫu lệ, rồi là bạch chuột, hoàng bá, rồi hương phụ và cúc trừ cumin. Thì trong cái hoạt chất này thì chứa rất nhiều hoạt chất
rất tốt cho vấn đề hỗ trợ và điều trị các bệnh đau dạ dày. Đáng kể nhất là trong hoắc hương ấy thì có 1,2% là tinh dầu và hoạt chất là anhydride rồi cinnabic. Thì trong cái hoàng bá thì có thành phần berberine rồi panmitin, creatine. Để trong hương phụ thì có 1,4% tinh dầu, thế rồi các cái chất béo và tinh bột. Và trong cái curcumin thì ta thấy là đây là một cái tinh chất của nghệ vàng, và trong nghệ thì người ta chiết xuất ra được một cái hoạt chất rất là quý giá, đó là curcumin. Curcumin là một tinh thể màu vàng và nó có tác dụng rất tốt cho vấn đề là giảm đau, để kháng viêm, với tác dụng là nhanh liền cái vết loét trong dạ dày, vân vân. Chính vì các hoạt chất phong phú như vậy cho nên cái dataki có rất nhiều hiệu quả trong việc thứ nhất là làm giảm các cái dịch tiết axit trong dạ dày, thứ hai là làm nhanh chóng liền các cái vết loét trong dạ dày, và đồng thời nó giúp cho những người bệnh đau dạ dày là giúp cho vấn đề kháng viêm rồi giảm đau rồi chống viêm nhiễm. Đặc biệt là curcumin thì là một cái kháng sinh thực vật, nó có tác dụng là kháng khuẩn rất mạnh, tác dụng là kháng viêm rất là tốt, cho nên là rất tốt cho những người bị viêm loét dạ dày, rồi viêm loét thành tá tràng, rồi bị đau thượng vị, hoặc là những người bị trào ngược dạ dày, vân vân. Thì đây mà sản phẩm tôi cho rằng là qua nghiên cứu và tìm hiểu thì đây mà sản phẩm rất tuyệt vời, rất là tốt cho những bệnh nhân mà bị viêm loét dạ dày, viêm loét thành tá tràng, và sử dụng rất thuận tiện. Và liều dùng thì chúng ta các bạn nên dùng là ngày 6 viên và chúng ta chia làm 2 lần, mỗi lần 3 viên. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.